Bây giờ, hai đội hãy tìm đến vườn dâu Nutifarm số 162 Thánh Mẫu, phường 7 để được trải nghiệm công việc nhà nông. Dễ mà khó, khó mà dễ. Trong 1 phút 30 giây, các thành viên lần lượt đi vào vườn để tìm một loại quả lớn nhất và một loại lá chỉ tỏa mùi hương thơm khi có tác động. Một món quà hấp dẫn sẽ dành tặng cho người tìm ra hai loại đặc biệt đó. Cố lên nào! Cô ơi, cô có biết ở đây là cái loại trái nào lớn nhất không cô? Hay là cái cây này mà đụng vô nó rõ hơn không? Sao cô biết không? Không không. Mày cứ đi tìm đi, nó to lắm. Hết giờ. Và hay là vẫn chưa hoàn thành xong nhiệm vụ. Ngoài này thì có hai đội trưởng đứng cắn móng tay, suy luận mà thấy thương. Nhưng mà em vẫn đang phân vân là có thể là đu đủ hoặc là dưa vàng gì đó. Cái mà chạm vào mà nó co vào là cái khoa xấu hổ là mình còn biết rồi. Còn cái kia là chưa từng nghe luôn ấy. Chưa bao giờ nghe. Chạm vào mà tỏa hương ra. Như thế nào? Chạm vào mà tỏa hương ra. Yeah! Đây! Con tìm thấy một... Đây là cái trái to nhất trong khu vườn này. Yes! Được một quả. Chạm vào là tỏa hương ra. Em tìm được cái gì? Làm sao cho nói? Bí mật. Không, bây giờ hai bạn đi vào có kinh nghiệm rồi. Ôi chị, chia sẻ cho Winner được không? Anh chỉ có thể làm nhanh hết mức có thể thôi. Không, nhưng mà cái khuôn viên trong đấy nó như thế nào? Nó có khó đi, chắc trở như nào không? Anh sợ quá. Dạ không, nó chính là những cái đó đó. Thôi, em tôi sẽ tự đi trên đôi chân của mình. Chính xác. Tìm quả to nhất thì cô nàng kính cận không phải sợ nữa nhé. Không được đâu chú. Cô ơi, cô có quả nào to to ở đây không cô? Kia, đâu hả? Đâu, quả. Đây hả? Quả to hả? Ồ, ồ. Phát hiện của Hailey đã khiến anh chàng này cũng phải bất ngờ. Đây, chị đi vào cái vườn đấy. Chị mất 1 phút 30 giây, chị đứng ở một cái buồng mà nó không có một cái cây gì cả. Đó. Chị đứng, chị cứ nhìn thôi. Chị cứ nhìn nó không có gì. Chị gặp một cô bảo cô quả là to nhất đây. Xong rồi cô bé là quả kia kìa. Xong chị thấy quả dâu bảo quả này là cô. Tại vì chị hiểu không, trong đó chỉ có lá với dâu thôi thì không có gì cho tức mỗi dâu to. Em ở đây em nhìn vô là em biết chắc chắn Winner không thể nào hoàn thành. Cái vườn như thế này làm sao mà tìm? Đây là vườn dâu rồi này. Nó không thể là loại quả to nhất được. Nó có mùi như kiểu là mùi... Cô biết ở đây có loại gì, quả gì to to mà? Có cái loại quả gì mà nó to to ấy, to nhất ở đây luôn nhá. Quả bí, quả hồng lô. Là nó ở đâu hả cô? Nó như cái vườn bí đang cốc. Đây... Đấy thôi ạ. Vậy là Winner cũng đã tìm ra loại quả khổng lồ. Nhưng mà đã quá thời gian quy định mất rồi. Đây là thành quả của Vương Tuyền. Yeah. Ngửi trong vòng 10 giây không được ăn cái nào hết. Wow. Tại sao? Đang quên nữa. Có người mua gì không em? Đau à. Sao vậy? Đau đó. Em chỉ được ngửi không được ăn. Bây giờ, kỹ thuật viên Hồng Ân sẽ hướng dẫn hai đội tìm hiểu công việc tại vườn. Hãy quan sát kỹ nhé. Cà chua xinh xinh thanh nhiệt cơ thể. Thanh không? Ăn chưa? Em không dám bứt luôn đấy. Tại vì là thấy nó ở ngọt trên tay, không dám bứt. Nhiều hơn nhiều ngọt luôn á. Chị là người không bao giờ biết ăn cà chua nhé, mà chị còn thích ngon. Cái cà này là dạng cà trái cây, tức là ăn sống, không phải qua nấu chín. Thế cà chua này nó có lớn nữa không ạ? Hay là nó chỉ đây là cà chua cherry, nó chỉ nhỏ như vậy thôi. Wow. Chị lấy giống là của nước ngoài. Giống này là của Hà Lan. Đúng rồi. Tại vì là em không biết em ăn cà chua. Em có thể chạy lại em hái. Thử. Ôi. Thử. Nhanh đi. Nói chị cũng ăn được rồi. Ngon mà đúng không? Ngon. Rồi, để ra cái quả đó thì cái cây này mình phải tỉa. Cây này là cây còn non, mình sẽ phải chăm sóc nó. Thì một trong những cái giai đoạn chăm sóc nó là mình phải tỉa cái lá để nó dồn sức nó nuôi cái quả. Nhưng mà tỉa lá thì mình sẽ phải canh để sao cho tỉa mà nó cân bằng. Nếu mà tỉa hết lá thì nó sẽ không hòa hợp được, thì cái quả sẽ rất là chua. Mỗi cây tiếp theo vậy là mình tỉa 2 lá ở mỗi nhánh, tỉa vậy. Đây là cái lá ha. Đó, rồi mình để gọn lại ha. Đó. Mỗi nhóm á sẽ tỉa một hàng như thế này. Rồi, đúng rồi. Ôi, mấy cái này, cây này nó cứ dính vào nhau, khó nhìn cây nào khi nào. Ôi, ôi sao nó ngã rồi? Em cắt nhầm cái sợi dây. Em cắt cái sợi dây nên là nó không có chỗ bám. Em vừa cắt vừa gom Tuyền. Em cảm thấy là bên đây chả có gì để cắt luôn ấy. Còn sót là sao ạ? Chơi bên em xong rồi. Cây này tỉa sót nè. Ủa? Biết tại sao chị biết không? Tại cái vết tỉa này là vết tỉa cũ rồi. Nó khô rồi. Còn vết mới chị chưa thấy nè. Thấy không? Đấy là phải tỉa. Tại vì em thấy cái này nó vướng vào đây em lại cứ không nhìn kỹ. Đó, thấy chưa? Thôi qua thôi. Quá rồi, thôi mình đi. Mất mình ra. Chị ở đây nha. Hai, cố lên, 1. Đây không được, đúng rồi. 2. Còn sót là sao ạ? Nhưng mà sao chị thấy nhựa? Không, là do cây ở trên nó xà xuống á chị. Chị, bọn em chưa hết giờ. Trên thang điểm 10 thì đội Tím Mộng Mơ, Tím Dị Mơ, Tím Dị Mơ giành chiến thắng với số điểm là 9 điểm. Còn đội xanh bá canh đội xanh bá canh thì vẫn chưa quen lắm với công việc, cho nên là mấy bạn được 8 điểm. Thôi tạm cũng cao rồi. Rồi, mời đội chiến thắng đi với chị. Rồi theo xíu nữa mình sẽ đến sau 1 phút 30 giây để gặp chị nha. Winner có vẻ không vui. Không biết anh chàng có tâm sự gì. Từ sáng đến giờ toàn thua. Không sao, mình vẫn thắng được 1 hiệp cơ mà. 1 hiệp em có vẻ vui không? Vui chứ, miễn tháo là được rồi. Cái thử thách này khó á. Không phải khó mà kiểu cái tán mấy cái nhánh cây nó cứ dịnh gần nhau. Nên nhiều khi chả biết cắt như thế nào. Em nghĩ thử thách tiếp theo sẽ là xới đất ấy. Xới đất lên rồi trồng rau rồi các thứ. Như dự đoán của Vương Tuyền, ở nhiệm vụ tiếp theo, 2 đội sẽ xới đất, giải phân và trồng rau trên luống đất quy định. Đội nào hoàn thành trước sẽ được thưởng thức dâu tại vườn. Trồng thì khoảng cách của mỗi cây cải là 40cm là 2 gang tay. Khiêng ra. Rồi đến đây. Khiêng tới, có kinh nghiệm. Khiêng tới. 1, 2, 3. Phụ giúp bố làm đồng. Ra nghỉ tí đi. Từ sáng giờ mới được 1 lần nữa. Rồi. Sau 3 tháng cái cây cải này sẽ lớn và mấy bạn sẽ thu hoạch. Còn bây giờ mình có thể chọn 1 quả, mỗi bạn 1 quả dâu đỏ nhất vườn. 2 quả em có được không chị? 1 quả thôi. Trái này em cảm thấy là đỏ nhất trong khu vườn này. Wow, đẹp không? Wow, đây là thành quả của anh. Đây là thành quả của em. Cheese, ui to đấy. Quyết định quả này. Quả to nhất, quả to nhất. Wow, chất lượng đấy, chất lượng. Wow. Sao mua bánh mì này ăn hết rồi. Rất là ngọt luôn ấy. Em không nỡ lòng nào có thể là ăn hết cái này. Trong khi nó rất là ngon và thơm. Tại sao trước khi vào trong này em lại có cái suy nghĩ là em sẽ không ăn 1 quả dâu nào? Chú ơi cho con ăn quả nữa đi rồi. Nãy giờ đã thực hiện 2 thử thách của chị thì tụi em cảm thấy cũng khá mệt. Ăn dâu mà kiểu hái luôn mà ăn luôn là biết dâu sạch rồi. Rất là vui và mong là sẽ có cơ hội để trở lại trở lại đây và một lần nữa. Yeah. Chị cảm ơn các em đã đến vườn tham gia trải nghiệm rất là tích cực. Lần đầu làm mà chị thấy mấy em làm rất là tốt luôn á. Dạ, em cảm ơn chị. 1, 2, 3. Yeah.